một chiếc xe đạp tay ga dành cho các bé, các mẹ đi đi chợ ha. Thương hiệu của Panasonic, hàng Nhật bãi, hàng Nhật cũ các bạn. Dòng size này size 26 thì 1m55 đổ lên tới 1m65 là hợp lý. Chiều cao mình thì vẫn đạp được, nhưng mà nó phù hợp thì để cho nó đúng cái phù hợp thì nó lại không phù hợp, tại vì cái do khi mà mình đạp á, cái chân mình nó sẽ gần đụng như đây. À, đâm ra 1m65 là vừa thôi. Không cao quá. Các bạn thấy hình thù của nó là một chiếc xe đạp. Đừng nghĩ nó là xe điện gì hết cho nó nhức đầu. Và phần điện này nó chỉ hỗ trợ cho các bạn nhẹ thêm thôi, chứ không chủ đạo nha. Lưu ý phần đó. À, nhẹ thôi, chứ không phải là chủ đạo là cho chạy bằng điện. Còn các bạn muốn bền thì cứ đúng nguyên tắc mà làm việc. Chẳng hạn như các bạn thấy một mét 74 của mình, 78 kg. À, các bạn thấy là gần đụng ha. Đâm ra 1m65 là vừa thôi. 78 kg. 78 kg nè, đạp nè. Giống như không đạp, nó quá nhẹ. Nhưng mà càng nhẹ thì xe sẽ không đi nhanh được. Các bạn ngưng một nhịp lại, lưu ý đầu tiên là ngưng một nhịp vô số 2. Chân nặng hơn, xe sẽ đi nhanh hơn. Chưa hợp lý nữa, 3 nặng nữa và đi nhanh nữa. Thì cái số này nhiều người họ kêu hơi nhức đầu quá, mệt quá, khó hiểu quá, khó chạy quá. Không phải nha các bạn. Các bạn phải hình dung như là như vậy. Mà đang đi một con đường như vậy, vắng te thì không thể nào mà đi cái số 1 đạp dây hoài. Đạp dây hoài thì biết khi nào tới nhà. À, số 2 cũng chưa vừa ý, cũng chưa, còn chậm quá. Số 3 thì là nặng nhất, cái chân sẽ nặng ì, nhưng mà xe sẽ đi nhanh nhất cái thời điểm này. Và tùy theo cái tình huống mà mình sử dụng. Ông bà cô bác lớn tuổi thì cái chân cẳng họ đau nhất hết rồi, không thể nào số 3 nặng như vậy được hết, thì thường là họ đi số 1 hoặc là số 2. À, còn những lúc lên dốc, lên cầu thì bắt buộc phải số 1 để cho nó nhẹ cái chân, nó leo dốc trước cái đã. Có nghĩa là số 1, số 2, số 3 này nó sẽ là tình huống gặp phải thì nên sử dụng, chứ không phải lúc nào cũng lên xe là 1, 2, 3, rồi 1, 2, 3. Không phải như vậy. Ở số 2 tôi cảm thấy hợp lý, tôi để số 2 tôi đi luôn, tôi không cần phải đổi tới đổi lui làm gì nữa hết. Như vậy. Đó là phần cơ không, chưa có điện đóm. Mở điện. Lưu ý thứ hai là các bạn ép, đừng ép động cơ. Ép là như thế nào? Ép là một cái tải lớn của mình. Cái tải tôi là 78 kg ha, tôi ép nó vẫn đi. Các bạn thấy nó vẫn đi, nó vẫn chạy bình thường được hết. Nhưng mà anh chị em thường là lên không phải từ từ, từ từ lên có ụt vậy nè. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là chở hai, không cho chớm miếng nào hết. Đó là sai nguyên tắc, đúng nguyên tắc nè. Dậm phụ nó, đạp phụ, nói chung là cho nó lăn bánh. Rồi bắt đầu vô ga là chạy luôn. À, lúc này không cần phải đạp nữa nếu lười. Này là cách thứ hai. Và cách thứ hai là trừ trường hợp mình mệt quá, mình lười quá, hay là tùy theo cái sức khỏe nữa thì sử dụng. Nhưng mà cách thứ ba là mình nên khuyên các bạn gần như trong cuộc sống luôn. Sử dụng cách thứ ba này thì động cơ nó bền, đi xa và rất là khỏe xe ha. Các bạn thấy mà chướng ngại vật, xe đạp là thường chắc chắn sẽ không leo được nó đâu. Nhưng các bạn hãy nhìn nè, vừa đạp vừa vặn nè. À, nó leo được hết, nó leo ngọt ngào hết. Khi lên đường trường hay là chiếc xe đạp lại. Bây giờ mình thử tắt máy, mình đạp thử với cái sức của mình. Và đạp không nổi các bạn. Nó nặng lắm. Nhưng mà nhờ cái máy nó hỗ trợ cũng rất là nhiều. Các bạn thấy không? Gần như đạp không nổi nó. Nó bắt đầu đau cái chân liền. Dùng sức nhiều quá là đau cái khớp gối liền. Phụ nè. Đó, đạp phụ vặn nè. Rồi các bạn thấy khác hoàn toàn liền. Không có dùng sức gì nữa hết. Đó, nó là cái tác dụng của anh này thôi. Còn khi không có điện thì trở về với xe đạp. Mở điện lên để phụ nè. Nó như vậy thôi. Rất đơn giản. Nhiều anh chị em không hiểu. Khó hình dung quá. Khó chạy quá. Không có đâu. Các bạn đừng nghĩ nó là chiếc xe điện làm gì hết cho nó mệt. Các bạn chỉ hiểu nôm na là chiếc phần điện này nó
phụ với mình cho nó nhẹ chân thôi. Rồi, đó là cách chạy của dòng xe đạp này, đơn giản ha, không có gì phải phức tạp hết. Phần số thì kiếm một số nào nó hợp lý cái chân để chạy. Rồi các bạn thấy khi đang chống, đang đứng ha, tắt máy đi, đang đứng, và khi đứng chống lên khóa lại thì tự động nó sẽ khóa cổ. Panasonic nó có chế độ này, và các bạn có bẻ gì nữa thì nó có kêu thôi, chứ nó không gãy, nó không hư được nha. Nó cứ làm cái lẫy nó chạy trên đó thôi, nhờ cái bộ khóa cổ này. Dàn ghi đông bông tăng, inox nè, nhôm nè, bộ phận tay ga thì nhanh chậm năng nhẹ thì các bạn biết rồi, chạy chậm thì lên ít thôi, muốn chạy nhanh thì lên nhiều. Hai nấc thì có đèn phía trước, đi ban đêm, một nấc thì đi ban ngày. Một phần số, càng thắng nhôm, rổ inox mới, vỏ mới, ruột zin và niềng thép không rỉ zin. Các bạn thấy những đùm trước đùm sau mình đã mở bò mới biết hết rồi. Càng nhôm, và đặc biệt là khung sườn thép, Bana là khung sườn thép không các bạn. Các bạn thấy những cái điểm lồng không? Ống nhỏ nó sẽ lồng với ống lớn khung sườn thép. Còn khung sườn nhôm thì các bạn sẽ thấy những cái mối nối có hàng của nó rõ ràng lắm. Dàn đồ nhựa cũng chưa bể con này. Giò nhôm và bàn đạp zin của Bana. Đây, một cái cốt yên tăng chỉnh chiều cao được qua cái cốt này. Thấp thì hạ thấp xuống, cao thì nâng cao lên. Các bạn có điều khiển được cái yên này. Này inox. Đây, đùm, phần đùm số của nó sẽ quyết định được nhanh chậm năng nhẹ là nhờ phần này. Shimano nó sạch. Vẫn là niềng thép không rỉ của Bana. Cầm inox. Và trong đây nó sử dụng bộ thắng bi, nghĩa là nó sẽ không thay bố thắng, không có bố thắng để thay nha các bạn. Nó sử dụng 6 viên bi nó bấu xung quanh cái chốt cục, cái trục cốt này. Cái kia các bạn siết nè. Những viên bi nó siết lại, nó bó lại. Nó chạy trên cái dòng đây, và cái miếng này là cái miếng để tản nhiệt. Nó phải sống nha, nó phải sống để nó chạy nha. Như anh chị em về cái nổi trên miếng này chưa siết là không có, nó phải sống để nó chạy theo. Khi các bạn bị kẹt thắng hay các bạn rà thắng lâu quá thì nó sẽ tản nhiệt vào đây, nó đỡ phá cái thắng này. Nó là như vậy. Lốc máy nhôm của Panasonic. Cắt tay zin. Giò nhôm và bàn đập zin. Rồi, đó là phần xe. Giới thiệu sơ sơ, quan trọng vẫn là pin sạc. Nhiều anh chị em rất là lo lắng vấn đề pin sạc, và các bạn đấy không cho khóa ha, nhấn vô nó mới cho khóa, mới cho lấy chìa. Đặc biệt khi khóa nó mới cho lấy chìa, không khóa nó không cho lấy chìa. Mở cục pin. Những anh chị em nhà rộng rãi không hạn chế điều gì hết thì các bạn có thể sạc trên xe luôn, các bạn ghim trực tiếp vào xe qua cọc sạc adapter điện 220 là điện sinh hoạt ở Việt Nam mình đó. 3 tiếng tải 55 kg, 3 tiếng tải 55 kg cho chạy 25 cây số một lần sạc. Bao pin ở đây. Còn đối với những anh chị em nhà chung cư, anh em đi làm hay là bất chợt hết pin ở đâu, bất kỳ ở đâu, thì các bạn có thể tháo rời ra. Các bạn cầm một bộ này là các bạn sạc. Sạc xong xuôi nhét lên xe, và trong thời gian sạc thì chiếc xe vẫn hoạt động bình thường hết. Không có liên quan điện và cơ phần xe này, nó không có liên quan gì với nhau hết. Nó vẫn độc lập với nhau hết. Điện nó đi phần điện, cơ đi phần cơ. Cho dù nó thiếu phần điện, nó vẫn sử dụng được hết.
trong xe sẽ là một cục pin 8A, khối mới như vậy nè các bạn, mới 100%, bảo hành 6 tháng. Còn những anh chị em nào cần đi xa hơn, cần dung lượng lớn hơn, bên mình có những khối như 13A, 16A, như khối này là khối 13, bỏ vô đây thay thế ruột 8 ở trong, cái này gọi là cái ruột 13A hoặc 16A, càng lớn dung lượng càng lớn thì sẽ càng đi xa thôi, chứ nó không liên quan với phần động cơ hết. Giống như cái bình xăng càng lớn thì các bạn sẽ càng đi xa, không phải đổ xăng nhiều lần, nó là như vậy. Rồi, tôi chào tạm biệt các bạn.